Mến chào quý vị khán giả đang xem kênh của Vịnh Miền Tây ST. Thì buổi trưa hôm nay thì anh em vận động viên của chùa Hồng Kho đã miệt mài tập về nhất trưa, thì trời nắng chang chang dành tập về trên vàng nha cả nhà. Thì buổi trưa hôm nay thì các anh em cũng mới là tập trung đến để tập vài ngày, thì còn có vài ngày nữa sẽ đến ngày hạ thủy, thì sau đó thì anh em đến tại Sóc Trăng nha cả nhà. Đây thì giờ hiện tại anh em đang chuẩn bị tập trung xuống vàng xong thì chuẩn bị xuất phát nha. Đó tức là anh em cũng tranh thủ đến sớm để bơi trên vàng xong rồi xuống ghe luôn nha. Đây thì giờ hiện tại giờ đang đề ba nha. Đây thì còn vài ngày nữa là anh em sẽ kết thúc bơi trên vàng nha. Thì bữa hạ thủy thì có thể là bơi trên ghe xong rồi nghỉ ngày hai ngày gì đó, rồi nghỉ mệt xong thì sẽ đi dòng sông Mapro luôn nha cả nhà. Bây giờ anh em cũng tranh thủ để qua tập sớm buổi tập luyện trên vàng hôm nay, tức là buổi trưa luôn á cả nhà. Thì mấy ngày trước thì mình không được đến để ghi hình cho cả nhà mình xem nha. Thì buổi trưa hôm nay thì Vịnh đến tranh thủ để cập nhật và ghi màn hình cho cả nhà mình xem những anh em của chùa Ông Kho đã quyết định tập buổi trưa. Đó, dù trời nắng thế nào đi nữa anh em vẫn tập bình thường nha. Đấy, còn có mấy ngày nữa anh em sẽ kết thúc bơi trên vàng nha cả nhà. Nói chung thì anh em tập trên vàng thì khoảng hơn một tháng rồi cả nhà. Thì hôm nay còn có mấy ngày nữa anh em trở lại thì tập trên vàng nhưng buổi trưa nha. Còn mấy lúc trước thì tập trên ghe trên vàng nhưng mà buổi chiều không à. Thì hôm nay anh em tranh thủ đến để tập buổi trưa nha cả nhà. Tập buổi trưa thì chiều mát thì có thể là tạm ngưng nha. Thì giống như là anh em bên chùa Cúng Tất Chắc thì anh em cũng tập như là khoảng 3 giờ tập đến 4 giờ rưỡi thì anh em là kết thúc tập nha. Còn anh em bên đây thì hôm nay thì 1 giờ nha. Anh em cũng cố gắng tranh thủ thời gian đến để tập những còn vài ngày nữa. Thì cho nên anh em gắng tranh thủ sớm lấy thời gian đến để tập buổi trưa. Thì ghe cũng đem ra thủ sẵn ha cả nhà. Thì bơi trên vàng xong sẽ xuống ghe luôn ha. Đó thì bây giờ câu cũng đã sọc cọc xong, còn thời gian như là tập xong rồi xuống ghe luôn nha. Đây thì giờ anh em đang thúc rút nha. Đó. Còn mới rồi thì như là đi dầm mộng ha cả nhà. Ui. Rồi thì giờ anh em đang như là kết thúc hiệp 1 nha. Ngồi nghỉ xa hơi tí xíu rồi anh em bơi tiếp tục nha. Rồi thì anh em uống nước xong thì giờ xuống ghe nha, rồi chuẩn bị xuống ghe bơi nha cả nhà. Đây thì giờ anh em xuống ghe xong rồi thì bắt đầu bơi ra ngoài để đề ba xuất phát nha. Thank you.
Đây rồi anh em chuẩn bị bơi ra để xuất phát nha. Rồi bây giờ lùi ra đằng sau một tí rồi mới bắt đầu đề ba nha. Đó, giờ anh em đi buổi trưa nay thì trời quá nắng, thì anh em đi theo phải đội nón nha. Còn một số anh em thì không cần nón luôn. Rồi anh em chuẩn bị tư thế nha. Đó, giờ bắt đầu bơi nha cả nhà. Rồi quá nhanh đây cả nhà ơi. Đó, thì giờ anh em đang bơi nha. Rồi cái điện thoại này mình rung xa thì nó mà câm cả nhà ơi. Bây giờ ghe đã đi xa cái nhà, đi cuối cái nha. Thì khi nào ghe đến thì mình quay trực tiếp cho cả nhà mình xem tiếp tục nha. Đó thì ghe đang di chuyển tới từ từ nha cả nhà. Rồi ghe tới cả nhà ơi, giờ đang tung nước rút nha. Rồi nước rút khúc này thôi cả nhà ơi, tại khúc mới vừa rồi tạm ngưng đó thì khoe như là tạm ngưng thì che hết ba bụi lá nha. Đó thì ở đây thì không có chỗ đứng nha, cho nên là khó quay cho cả nhà mình xem nha. Đây thì ghe bắt đầu bị xuất phát hiệp 2 nha. Giờ ghe đang dần dần tiến về điểm xuất phát nha cả nhà. Thank you.
Bây giờ thì ghe đang dần dần tiến về điểm đích ha cả nhà. Đó thì giờ còn phía xa xa đó thì cũng thấy mờ mờ cả nhà ơi. Đó, mình cũng zoom hết cỡ cho cả nhà mình xem rồi. Nhưng mà tại vì là quá mờ đi ha. Thì gần tới thì anh em sẽ tung nước rút cho cả nhà mình xem nha. Đó bây giờ thì chuẩn bị tung nước rút nha cả nhà. Rồi anh em giờ đang lên số 3 nha. Để đang tung nước rút nha. Đó thì anh em tới nha. Vậy là anh em kết thúc hiệp 2 nha cả nhà ơi. Đấy, vẫn đi vẫn về nha. Rồi mới vừa rồi hiệp 2 tức là bạn đi bạn về đó thì anh em đã nghỉ xả hơi và uống nước xong. Giờ anh em có sức thì bơi tiếp tục nha. Đó bây giờ thì đang bơi ghe dần dần ra ngoài để chuẩn bị xuất phát nha cả nhà. Thanh Thanh rồi thì giờ anh em đang bơi ra ngoài nha. Đó thì bơi đằng sau một tí thì anh em chuẩn bị xuất phát nha cả nhà. Rồi anh em chuẩn bị xuất phát nha cả nhà. Đó. Rồi xuất phát quá trời cả nhà ơi, ơi. Trắng tươi nước trắng bọt luôn nha. Quá đẹp ba rồi cả nhà. Rồi thì bây giờ đang bơi tới nha cả nhà. Đấy thì giờ thì bơi gần tới điểm điểm dừng nha. Đó thì giờ đang bơi dần dần về phía trước nha. Giờ bắt đầu tăng nước rút cho cả nhà mình xem nha. Đó thì nãy giờ thì anh em không có tung nước rút nha. Rồi tung nước rút nha cả nhà. Thì giờ anh em đang
nghỉ xả hơi tí xíu nha, rồi uống nước xong nghỉ xả hơi hết mệt rồi anh em chuẩn bị bơi đi tiếp nhé cả nhà. Hiện giờ thì người chạy theo ghe thì múc nước cho uống để nghỉ xả hơi rồi hết mệt sẽ đi tiếp tục nha. Rồi như là kia bây giờ anh em đã uống nước xong thì chuẩn bị cũng chuẩn bị đề ba đi tiếp tục nhé cả nhà. Thì mới vừa rồi thì cũng đưa nước cho anh em uống xong rồi, giờ giờ tranh thủ như là cho anh em tư thế để cho anh em chuẩn bị xuất phát nha. Rồi giờ Phước Nguyên đã thổi còi lên cho anh em bắt đầu đề ba nha. Đó giờ đề ba đi từ từ nha cả nhà ơi. Đây là vẫn đi vẫn về là 4 hiệp nha. Vậy đi thì mới rồi Quý Ngọc Quyên không cho đề ba, tức là bơi từ 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 sẽ đi luôn cả nhà. Đó, không có cho đề ba nha. Rồi anh em cũng tính rút nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ anh em đi dầm mọc rồi nha cả nhà ơi. Đó thì mới rồi cũng tung nước rút phân nửa đường là tung nước rút một lần nha. Còn sau cuối thì nước rút cuối cùng nha. Đây thì ghe đang dần dần tiến về đích nha cả nhà. Đó bây giờ thì anh em đến gần tới đích rồi nha cả nhà ơi. Giờ tung nước rút từ từ nha. Đó, mời cả nhà mình cùng xem mà nước rút như thế nào nha. Rồi vì là video Vịnh cũng xin kết thúc tại đây nha cả nhà. Thì chúc cả nhà mình một ngày mới tốt lành nha. Thì Vịnh cũng không có gì hơn ngoài chúc cho anh em vận động viên có một ngày mới tốt lành nha. Rồi chúc các em anh em đều có sức khỏe tốt nha. Rồi hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha cả nhà.